Trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện tại chương trình du lịch về miền đất Ngọc, huyện Lục Yên lần thứ 2 năm 2020, chiều ngày 4 tháng 12, huyện Lục Yên đã khai mạc không gian chợ quê đất Ngọc. Trong không gian chợ quê đất Ngọc có 8 gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm thêu dệt thổ cẩm, sản phẩm của các vùng quê, sản phẩm đan lát truyền thống bằng tre, nứa, mây, tế, dùng làm vật dụng trong gia đình, đồ lưu niệm do các chị em phụ nữ làm, các loại bánh trưng vuông, bánh lưng gù, bánh lẳng, bánh sắn. Cùng với đó, người dân và du khách còn được trải nghiệm tự tay đan các vật dụng truyền thống và hòa mình trong không khí sôi nổi của hội thi gói bánh trưng xanh. Tham gia hội thi 8 đội thi, mỗi đội gồm 6 người, gói 3 loại bánh, bánh trưng vuông, bánh dày, tày, bánh gù, qua đó nhằm giới thiệu quảng bá nét đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên gắn với các sản phẩm đặc trưng để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời góp phần giữ gìn phát huy những nét đẹp truyền thống, những phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc anh em vùng đất Ngọc Lục Yên.